Trấn thành khóc tại đám cưới Diệu Nhi, nói lý do không chúc trăm năm hạnh phúc. Chia sẻ trong hôn lễ của Diệu Nhi và Anh Tú, nam MC bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn em và nói sẽ không chúc trăm năm hạnh phúc, vì đây là lời chúc sáo rỗng. Chiều ngày 10 tháng 10, đám cưới của Diệu Nhi và Anh Tú đã diễn ra tại Phan Thiết, Bình Thuận, quê hương cô dâu. Là một trong những đám cưới được mong chờ nhất năm 2022, hôn lễ của cặp đôi quy tụ dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ đình đám. Trong buổi lễ, Trấn Thành đã có những lời nhắn gửi đến với hai người em thân thiết. Nam em si ngưỡng một cặp đôi khi đã giữ được bí mật về mối tình này trong suốt nhiều năm. Anh nói, trong rất nhiều năm qua, hai em đã không dám công khai tình cảm với công chúng. Tôi nghĩ tình yêu của giới nghệ sĩ bằng một cách nào đó sợ người ta biết đến. Bởi vì sợ bàn tán, sợ tổn thương bởi những lời nói không khéo léo, dễ bị tổn thương đến từ những người ác ý. Họ sẽ phán xét, họ sẽ làm cho chúng ta không còn dám công khai là mình đã yêu ai đó chúng ta sợ đến một ngày nào đó khi mình không còn yêu người đó nữa chúng ta dừng lại vì một lý do khách quan hay chủ quan thì chúng ta đều bị phán xét một cách nặng nề nam mc không giấu khỏi sự xúc động khi chia sẻ về hành trình yêu của hai người em thân thiết tôi thực sự ngưỡng mộ khi hai em để giành được bí mật này trong từng ấy năm để ngày hôm nay được hãnh diện nói với mọi người rằng họ yêu nhau tôi nghĩ tôi không làm được điều đó tôi xúc động bởi câu nói của diệu nhi bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn được người ta thấy bạn trai yêu thương mình không ai muốn lặng lẽ gặp nhau trong phòng. Tôi tôn trọng quyết định của hai em bởi tôi nghĩ, chờ đến giây phút này thì nó có cái hay của nó. Mọi người sẽ thấy đây là giờ phút họ bình an, dám nói với thế giới rằng tôi yêu em. Điều đặc biệt Trấn Thành nói anh sẽ không chúc cho cặp đôi trăm năm hạnh phúc bởi đây là lời chúc sáo rỗng. Anh không chúc cho các em trăm năm hạnh phúc bởi lời chúc đó rất sáo rỗng trong cuộc sống hiện nay. Anh chúc cho các em định dạng được đối phương, hiểu đối phương là nhóm người gì trong cuộc đời này, để hiểu người ta cần gì ở mình và mình cần gì ở người ta. Hai em nương nhau mà sống, trong những lúc hai em khó khăn nhất, những lúc sắp buông tay nhau nhất thì hãy nhớ lại cảm giác ngày hôm nay. Tất cả những người ngồi dưới đang nhìn hai em và những lời hai em hứa với nhau mà giữ chặt tay nhau hơn một chút. Chúc hai em hạnh phúc, anh nhắn nhủ. Anh Tú và Diệu Nhi bén duyên với nhau khi cùng diễn chung ở sân khấu Thế giới trẻ. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian yêu nhau cặp đôi rất hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Khi được hỏi đến đối phương, cả hai đều tìm cách né tránh trả lời một cách khéo léo. Tháng 10 năm 2019, cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại Hà Nội, nhưng phải đến năm 2022 họ mới cảm thấy thoải mái để công khai. Sau 7 năm yêu nhau, cái kết viên mãn của anh Tú và Diệu Nhi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của công chúng.